xin cảm ơn thầy về cái nhìn tổng quát về phật giáo trên thế giới bây giờ xin trở lại việt nam kính thưa thầy à, các thầy biết nhiều và chúng con ở hải ngoại thì biết ít về vấn đề đó à, xin thầy cho chúng con một cái nhìn về hiện trạng của phật giáo việt nam và theo thầy nghĩ phật giáo có thể đóng góp gì cho sự tiến bộ xã hội và tinh thần của người việt nam trong những năm sắp tới như tất cả chúng ta đều biết bản chất của phật giáo có mặt là để phục vụ cho con người cho nên sự hiện hữu của phật giáo ở trong dòng chảy lịch sử của dân tộc việt nam đã minh chứng rằng nó như là một cái nhu cầu tâm linh và hạnh phúc và gần hơn nữa nó chính là cái vành đai bảo hộ văn hóa và bảo hộ cái tính chủ quyền của dân tộc Việt Nam trong lịch sử của con người Việt Nam. Trong hiện tình của Phật giáo hiện nay, chúng ta thấy là nó có nhiều bước, uh, nhiều bước đi, mà sự nhấn mạnh của nó vào các hoạt động của từ thiện và giáo dục Phật học, chúng tôi cho rằng nó có một cái giá trị tham khảo khác đặc biệt. Hoạt động của từ thiện xã hội như là trọng tâm của pháp môn bố thí một trong sáu bước đi căn bản mà các bồ tát dấn thân vào cộng đồng cần phải quan tâm đã trở thành một trong những cái tâm điểm hoạt động rất là hữu hiệu trong rất nhiều năm qua có được cái kết quả đó chúng tôi nhìn thấy rất rõ là sự hỗ trợ của các cái hội đoàn phật giáo việt nam ở hải ngoại trong đó có những cái tấm lòng của những người phật tử việt nam đã nhìn thấy rất rõ nhu cầu ban vui và cứu khổ đó sẽ là trọng tâm mang lại hạnh phúc của con người và do đó họ đã bắt chấp thì vượt qua hết tất cả những giới hạn gì vật lý địa lý những giới hạn về ý thức hệ những giới hạn giữa trong và ngoài để đem tình thương về trong nước và nhờ các hoạt động mang tính cách tương tác như vậy mà kết quả của sự dấn thân vào trong cộng đồng và xã hội đạt được ở mức độ lớn hơn trong lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó có một điều mà chúng ta cần quan tâm và chia sẻ đó là ai thiếu áo thì cho áo, ai thiếu quần thì tặng quần, ai đói và khát thì tặng thực phẩm và cơm nước. Rồi sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu. Chúng tôi cho rằng cái con đường dấn thân của Phật giáo nếu thiếu các hỗ trợ của lòng từ bi hoặc là chỉ có từ bi trên phương diện lý thuyết mà không có từ bi trong thực hành thực tế qua hành động của từ thiện xã hội như là trọng tâm của pháp môn bố thí và cúng dường thì cái kết quả dấn thân và nhập thế của đạo phật sẽ khó có thể được thực hiện trong rất nhiều năm qua mặc dầu có những khó khăn về phương diện lịch sử và những điều kiện xã hội mà chúng ta không thể nào phủ định được phật giáo với nhiều hình thái khác nhau với sự dấn thân tập thể và với những nỗ lực của cá nhân đã đi vào những vùng sâu vùng tha để mang lại một cái điểm tựa tinh thần nào đó thông qua các hoạt động này một trong những dùng sâu dùng xa nhất mà chúng tôi quan tâm đó là dùng sâu dùng xa của tâm thức nơi đó có rất nhiều con người bị nỗi khổ niềm đau của vô minh của hận thù của bế tắc và đã làm cho họ trở thành như là những phạm nhân trong các trại giam trong các nhà tù nếu ánh sáng phật pháp không đến với những nơi này thì rõ ràng cái nỗi khổ niềm đau không chỉ nằm ở trên những con người thực hiện các hành động sai lầm đó mà nó còn tạo ra các khủng hoảng xã hội như chúng ta đã từng thấy trong lịch sử của con người nói chung không chỉ riêng gì việt nam do đó các hoạt động từ thiện của phật giáo cần phải được đi vào các trại giam các nhà tù các trung tâm bảo trợ xã hội các viện diễn lão các viện mồ côi các trung tâm khiếm tật khiếm thị và nhiều cái trung tâm khác nữa thì chỉ với như thế cho ta thấy là cái hiện tình của phật giáo đó nó sẽ gắn liền với các hoạt động mà sự dấn thân của nó mới mang lại hạnh phúc và an vui hoạt động thứ hai chúng ta cho rằng rất quan tâm đó là về giáo dục phật học trong rất nhiều năm qua giáo dục phật học trong nước chỉ giới hạn trong thành phần của tu sĩ phật giáo mà cơ hội mở rộng cho những người phật tử tại gia như các phương tiện mà họ có thể tiếp thu được phật học hầu như là không có ý chúng tôi muốn nói đến cái phương diện học thuật và các trường lớp Phật học như trước năm 75 tại Việt Nam chúng ta đã từng có thông qua các trường trung học bồ đề. Tại đây thì con em Phật tử và hơn thế bất cứ một thành phần con người nào trong xã hội có nhu cầu muốn tìm hiểu Phật Pháp có thể học một cách chánh quy. Và do đó nền tảng Phật Pháp như vậy sẽ trở thành những cái, cái yếu tố hỗ trợ tích cực cho đời sống của họ và thiết lập hạnh phúc hòa bình mà họ có thể cần có trong xã hội. Trong mấy mươi năm qua những điều kiện như thế đã chưa trở thành thuận duyên đối với Phật giáo trong nước. ở đây chúng tôi xin nói chung đó là Phật giáo Việt Nam mà không cần bàn tâm nói với hình thái của Phật giáo gì của Việt Nam. thì trong cái tình huống này đó nếu chúng ta mạnh dạng thiết lập các cái trường học mà trong đó bộ môn Phật học trở thành như là một cái trọng tâm để nghiên cứu và ứng dụng thì việc hiểu Phật pháp và hành trì Phật pháp sẽ trở thành như là một phương tiện để giảm bớt rất nhiều cái khủng hoảng xã hội mà con người Việt Nam trong thế kỷ 21 này đang đối đầu. Trong rất nhiều năm qua, các trường học ở trong nước không hề có dạy những môn đạo đức tôn giáo. Và do đó, ý thức về đời sống đạo đức và các giá trị của nó trong trong việc thiết lập hạnh phúc đã trở thành như là một sự lãng quên rất may mắn trong vòng một hai năm trở lại đây một vài trường đã đưa thí điểm này bằng cách là giới thiệu cái đạo đức học nói chung mà con người cần phải có nếu chúng ta nhìn thấy được các cái yếu tố đạo đức học của Phật giáo như là một nhu cầu không thể thiếu của con người thì việc ứng dụng trong các chương trình học cho các sinh viên rồi các học sinh ở nhiều cấp học khác nhau sẽ giúp cho xã hội ngày càng được thăng hoa và tiến hóa à, trên nền tảng đó nếu đạo Phật Việt Nam nhấn mạnh đến hai góc độ này thì đạo Phật Việt Nam sẽ không còn là cái người đứng bàn quan ở trong cái sự phát triển để giải quyết các vấn nạn mà không chỉ Việt Nam đang quan tâm cho dân tộc Việt Nam mà còn cho các vấn nạn mà thế giới đang quan tâm cho lịch sử phát triển của con người. Cho nên hai phương diện đó đó, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái cái giá trị quan trọng để hỗ trợ cho những bế tắc, những khó khăn mà Phật giáo Việt Nam đang phải đối diện trong rất nhiều năm qua và nhất là trong những năm sắp tới khi chủ nghĩa của toàn cầu quá có mặt thông qua việc Việt Nam trở thành thành viên 100 thứ 50 của WTO thì cái nhu cầu làm mới và dấn thân để làm cho Phật giáo trở thành như là thực phẩm và sự lựa chọn tâm linh của quảng đại quần chúng trong xã hội Việt Nam là điều mà chúng ta cần phải đầu tư một cách có phương pháp và đồng bộ trong nhiều năm qua mặc dù uh, các vị lãnh đạo của phật giáo đã từng nỗ lực nhưng cái kết quả đạt được đó chẳng đáng là bao. nếu chúng ta mạnh dạn thừa nhận điều đó như là những cái điều thiếu quan tâm và thiếu hiệu quả của chúng ta thì chúng tôi tin rằng là trong những năm sắp tới phật giáo sẽ phải hoạt động theo một cách thức mà sự dấn thân của nó phải mang lại các cái nhu cầu tâm linh đạo đức và các giá trị nhân bản của con người đang thiếu thốn và đang cần đến nếu chúng ta không mạnh dạng thừa nhận có những giới hạn do hoàn cảnh lịch sử có những giới hạn do chính nội bộ phật giáo có những giới hạn do duyên chưa thuận thì chúng ta không thể nào tìm ra các giải pháp để tháo gỡ các bế tắc mà hiện tình phật giáo trong nước đã vấp phải mà chúng ta đều biết có điều chúng ta mạnh dạng nói nó ra hay là chúng ta không nói nó ra mà thôi cho nên các nỗ lực tập thế tập thể vượt ra ngoài hết tất cả những giới hạn của các ý thức hệ giáo hội Phật giáo được xem như là cái nỗ lực trọng tâm sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được cái bế tắc và các hiện tình của Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như là ở nước ngoài. Cho đó nó đòi hỏi đến cả một chất xám tập thể, nó đòi hỏi đến những bàn tay tập thể mà chúng tôi đã nói khi nãy thông qua hình ảnh của Đức Thiên Thủ Đi nhãn thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Mỗi một cái cái tổ chức Phật giáo hay là ý thức hệ giáo hòa Phật giáo trong hay là ngoài nước chỉ nên xem mình như là một bàn tay của đức quan thế âm tượng trưng cho một tổng thể Phật giáo và mỗi bàn tay này có cách thức trang sức khác nhau mặc dầu chỉ có năm ngón và công dụng để làm cho những công việc khác nhau phục vụ cho lợi ích của con người miễn sao cho các bàn tay này không thấy rằng mình là đối thủ của nhau mình đối nghịch với nhau và các hoạt động của các bàn tay trở thành cùng hướng thuận chiều để cho các hoạt động phật sự đó mang lại giá trị an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta chỉ dụng hai bàn tay duy nhất để giải quyết tất cả những bế tắc và những cái khúc thì công việc tháo gỡ đó có thể mất đến vài mươi năm, vài trăm năm. Nếu cả một ngàn bàn tay cùng nỗ lực làm việc đó, thì việc tháo gỡ có thể thành tựu được trong vòng vài năm thậm chí ngắn hơn thế nữa. Cho nên hiện tình Phật giáo với những cái khó khăn và trở ngại chúng ta cần phải có một cái cái thao thức chung với những cái giá trị lễ chung thì chúng ta mới có thể làm cho việc đó từ một ước mơ trở thành một hiện thực kính bạch thầy xuyên qua những điều thầy trình bày về Phật giáo ở Việt Nam thì có những điều đáng lạc quan nhưng có một số điều cũng còn hạn chế Phật tử ở hải ngoại vừa rồi rất vui mừng được nghe là Đại hội đồng Phật giáo ở Liên hiệp quốc và Đại hội Phật giáo ở Thái Lan Thái Lan đã ủy nhiệm cho Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Phật Đảng năm 2008 tại Việt Nam. Phật tử hải ngoại chúng con coi điều đó chẳng những là một vinh dự lớn cho Phật giáo Việt Nam mà còn là một vinh dự cho đất nước Việt Nam nữa. Do vậy Xin thầy có thể cho Phật tử hải ngoại biết cái diễn tiến của sự chấp thuận đầy danh dự này và cái viễn kiến của thầy về sự đóng góp của một đại hội Phật Đảng như vậy, lớn lao như vậy, do Liên hiệp quốc tổ chức được ủy nhiệm cho Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho cái tiến trình làm cho Phật giáo trở thành một cái nội lực giúp đỡ tinh thần cho dân tộc và một cái diễn tiến tốt đẹp cho sự hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2007, trong lễ bế mạc đại lễ Phật đản liên hợp quốc lần thứ tư tại Bangkok. Hòa thượng viện trưởng Damakosachan tuyên bố và mời gọi tất cả mọi tông môn phá phái và các lãnh tụ Phật giáo khắp năm châu bốn bể hãy trở về Việt Nam để ủng hộ cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam thì hàng loạt các tràng vỗ ta đã hoang lô và không dứt chúng tôi cho rằng đó là một cái dấu hiệu vô cùng tích cực vì ban tổ chức quốc tế đại lễ Phật đã liên hợp quốc đã nhìn thấy rất rõ rằng là cái nhu cầu giúp đỡ cho Phật giáo Việt Nam được phát triển để đáp ứng lợi các nguyện vọng tu học của đại đa số quần quần chúng người việt nam trong số đó đại đa số là những người phật tử là điều mà chúng ta không thể không quan tâm cái diễn tiến đó đã diễn ra khá thuận lợi khi giáo sư lê mạnh thác đã có mặt ở trong ban tổ chức quốc tế đại đảo liên, phật, liên hợp quốc và với tư cách là thành viên thường trực Ờ, tại trong nước thì uh, từ tòa giáo sư Lê Bình Thác cũng là phó viện trưởng thường trực của học viện Phật giáo Việt Nam, cái mô hình của Đại lễ Phật đảng liên hợp quốc tổ chức diễn ra tại Thái Lan trong uh, 4 năm qua đó trên nền tảng của ba phương diện thứ nhất là văn hóa thứ hai là tín ngưỡng và thứ ba là học thuật Phật giáo Việt Nam đã chọn trường đại học ma Chula làm đơn vị tổ chức chính không phải là không có lý do vì các hoạt động tín ngưỡng của phật giáo nơi đâu cũng có vào đến mùa phật đản thì không may bảo ai các ngôi chùa các tự viện các tâm môn pháp phái phật giáo đều tổ chức một cách rất là trọng thể nếu hoạt động phật đản chỉ đơn thuần là như thế thì nó chỉ là các hoạt động của đà phật và nó không gắn liền chi đến các hoạt động của thế giới như là một thực tại dân hóa trong cái đó vào ngày 19 tháng ngày ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York trong cái nghị quyết được thông qua à, mang số 174 thì chúng ta đã thấy là Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận ngày đại lễ tam hợp tưởng niệm Đức Phật Thích Ca đản sanh thành đạo và nhập niết bàn là ngày thế giới về dân hóa và tôn giáo chúng ta thấy rằng là chưa có một tôn giáo nào mà ngày sanh của vị lãnh tụ tôn giáo đó được xem như là ngày thế giới về tôn giáo và văn hóa như là ngày tâm hồn của Đức Phật. Không phải là một sự vô cớ mà nó có những cái giá trị vì người ta thấy cuộc đời của Đức Phật, giáo pháp của ngài, sự có mặt của đạo Phật khắp năm cho bốn bề trong lịch sử gần 26 thế kỷ vừa qua luôn luôn mang lại các yếu tố văn hóa đạo đức dân hóa tâm linh và nơi nào đạo phật có mặt hạnh phúc an vui thịnh vượng thái bình và phát triển bền vững cũng được kéo theo sau từ đó đạo phật đã được liên hợp quốc chú ý bốn năm liên tục vừa qua tại thái lan cái phương diện của dân hóa này đã được nhấn mạnh và nhờ hình ảnh của trường đại học với các hoạt động dân hóa và kéo theo sau là các hoạt động hội thảo về học thuật đã làm cho đại lễ phật Đảng liên hợp quốc đó, nó diễn ra ở một mức độ nó không còn giới hạn đó là công việc phật sự của đất nước thái lan hay là của phật giáo thái lan mà nó là của phật giáo thế giới và của liên hợp quốc theo thế thần như thế thì cái việc mà học viện phật giáo việt nam đương đơn được chấp nhận trở thành đơn vị đăng cai tổ chức là một điều có thể là rất là thuận nhiên cho chúng ta trong tương lai dự kiến vào tháng 5 từ ngày 13 cho đến ngày 18 2008 thì đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại Việt Nam tại hội trường hội nghị quốc gia APEC Hà Nội. Nếu các hoạt động của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc diễn ra tại Việt Nam theo mô hình vừa dân hóa và vừa các hoạt động học thuật như là mô hình của Thái Lan đã thực hiện thì chúng tôi cho rằng đây là một cái cơ hội ngàn vàng để cho Phật giáo Việt Nam làm mới lại truyền thống hòa hợp đoàn kết như là tinh thần của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trong Phật giáo Đại Thừa. Công việc này là công việc của Phật giáo Liên Hợp Quốc và của Liên Hợp Quốc. Do đó, việc trở về lại quê hương với sự tham dự và dấn thân cho các vấn đề mà toàn thế giới cùng quan tâm là một cơ hội mà các giáo hội phật giáo trên khắp thế giới cần phải được mời gọi tham gia và đóng góp sự tham dự với những cái đóng góp để tạo ra một cái chắc xám tập thể nhằm giải quyết các vấn nạn về bế tắc mà toàn cầu đang bị khủng hoảng sẽ làm cho phật giáo việt nam có một ảnh hưởng tích cực không chỉ ở trong quốc gia Việt Nam là mới lại hỗ trợ cho quốc gia được phát triển bền vững mà còn góp phần cho công việc chung của thế giới. Do đó chúng tôi cho rằng đây là một thuận duyên vô cùng quan trọng. Vào năm 2005, chính phủ Trung Quốc và các hội đoàn Phật giáo Trung Quốc đã qua tiếp xúc với ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc và yêu cầu ủng hộ Trung Quốc bằng cách đưa vào trong nghị quyết của đại đệ phật giáo liên hợp quốc ủng hộ trung quốc tổ chức diễn đàn phật giáo thế giới lần thứ nhất tại hàng châu vào tháng 4, 2006 điều đó đã được diễn ra như một sự thật và phật giáo trung quốc như là phương quốc của phật giáo đệ thừa trong rất nhiều năm qua dưới sự ý thức hệ của trung cộng đã trở thành như là các hoạt động của du lịch đơn thuần và bây giờ sự hồi sinh của Phật giáo Trung Quốc với việc cho phép hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hoạt động mà trong 11 năm cách mạng dân hóa đỏ các hoạt động đó đã bị cấm chỉ chúng tôi cho rằng là cái quyết định của chính phủ Trung Quốc trong việc cho tái hoạt động cái giáo hội Phật giáo mà sự đóng góp của nó nó không chỉ cho đơn thuần là phục hưng đạo Phật mà nó còn tạo ra một nền tảng đạo đức dân hóa và tâm linh cho cả quốc gia Trung Quốc mà chính phủ Trung Quốc gần đây đã nhìn thấy đó là một nhu cầu không thể thiếu cho nên nếu đất nước Việt Nam có thể có những cái mô hình tương tự như Phật giáo Trung Quốc trong việc cho phép Phật giáo có thể hoạt động và đóng góp những gì mà tiềm năng Phật giáo có thể mang lại cho dân tộc Việt Nam thì các khủng hoảng xã hội vốn có nếu có và sẽ có trong tương lai của Việt Nam sẽ có được bàn tay tình thương và tài giác của Phật giáo chăm sóc thì chúng tôi cho rằng công việc đó nó sẽ là một công việc chung không chỉ của Phật giáo mà nó còn là của toàn thể dân tộc Việt Nam đứng từ cái nhìn đó chúng tôi vô cùng lạc quan và thấy rằng là cái tương lai ở phía trước nó rất là rộng mở và tất cả chúng ta những ai có tấm lòng những ai có thao thức sẽ có một cơ hội để đóng góp vào cái công trình Phật sự quan trọng đó. Nếu làm được như thế thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi về những cái khó khăn mà chúng ta đã từng gặp phải trong rất nhiều năm qua. Không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì khi nào chúng ta làm được công việc này thì cái cái cái, cái triển vọng và cái tương lai của Phật giáo Việt Nam sẽ đóng góp rất nhiều cho dân tộc và lịch sử phát triển Việt Nam không phải chỉ tạm thời mà còn là một sự phát triển bền vững. Xin cảm ơn thầy. Xin đi vào những câu hỏi cụ thể. Câu hỏi này cũng liên hệ đến những hoạt động tập Phật giáo Việt Nam. Như thầy vừa biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai vừa hoàn tất chuyến đi mấy tháng à, hoàn pháp ở Việt Nam mà trọng tâm là Đại Trai Đàn Giải Quang Bạc Độ. À, xin Thầy là người đã chứng kiến tại đó cho một cái nhìn tổng quát cho Phật tử Hải Ngoại và những thính giả của Đài Pháp Thanh Tuệ về cái diễn tiến chung và những kết quả tinh thần mà Đại Cai Đàn đó đem đến cho người dân Việt Nam cũng như những ảnh hưởng có thể có để thay đổi cái nhìn của người, à, của Chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Xin mời thầy. Đại che đàn chẳng tới bình đẳng giải quan do thiền sư thích nhật hạnh khởi sướng là một trong những nhu cầu trị liệu tâm lý không chỉ có ý nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa tâm linh cho toàn thể dân tộc Việt Nam vốn đã chịu nhiều bất hạnh do chiến tranh ý thức hệ gây ra nỗi khổ niềm đau của con người khi còn sống đó nếu không được giải quyết thì trong cảnh giới của cõi âm do hận thù chưa suy thoát quá được vẫn tiếp tục đeo đuổi như là một nỗi đe dọa trong tiến trình tái sanh của con người ba đại chai đàn bình đẳng chẳng tới giải quan được diễn ra tại sài gòn huế và hà nội và một chai đàn khác đã diễn ra tại bà rịa Chúng tàu đã nhắm vào ngay cái trọng tâm của nỗi khổ niềm đau đó Phật tử ở trong nước bất luận từ nhiều thành phần vai trò vị trí xã hội và thậm chí ý thức hệ khác nhau đã đến với một trai đàn với một cái tâm hân hoan như là một cái cơ hội để mở ra cho một cái đề sống hòa hợp thân thương lấy lòng từ bi để ứng xử với nhau để góp phần tháo gỡ những bế tắc mà có thể xảy ra trong quá trình của sự sống do nhiều tác động xã hội và ý thức hệ khác nhau ý niệm về trai đàn bình đẳng giải quan đã gợi lên chúng ta về chất liệu của lòng từ bi với những giọt nước cam lộ của cành dương liễu mà tình thương của bồ tát đã mang lại cho cuộc đời tại sao chúng ta cần phải có các hoạt động giải quan là bởi vì một nỗi khổ niềm đau của những người nằm xuống đó đã để lại những quan trái cho cuộc đời này cái quan trái đó nếu không được giải quyết và tháo gỡ đó nó sẽ kéo theo sau ở trong đời sau và do đó giải quan là một nhu cầu dĩ nhiên có nhiều quan điểm khác nhau mà cho rằng là có nhiều người nằm xuống với tinh thần yêu nước với sự hy sinh với hạnh phúc với niềm vui với những nỗ lực thì đâu cần gì phải giải quan và các đóng góp của họ đó đã làm cho cả tổ quốc cần phải đền ơn ghi nhớ nhưng cái ăn quán giang hồ trong thế giới từ sự sống cho đến cái chết không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Có những người tham gia các cuộc chiến từ các phe phái khác nhau từ các ý thức hệ khác nhau, nghĩ rằng cái vai trò đóng góp của mình sẽ mang lại một sự khải hoàn cho bên phía và phe của họ. Nhưng cuộc chiến đã mang lại cái chết và họ là một thành phần không an tâm trước sự khải hoàn khi mà cái chết của họ đã diễn ra trước cái thời điểm mà sự ước muốn có thể được thực hiện nỗi niềm nuối tiếc đã níu kéo họ và do đó khi xuống với cõi âm họ khó có thể được siêu sanh và thoát khóa do đó đại lễ trai đàn để giải quan những tâm cảm những mặc cảm những thành kiến những hận thù như thế là một nỗ lực về lòng từ bi và tháo mở tâm thức của cõi âm Chúng tôi vừa nói rằng là các hoạt động trai đàn chẳng tới dây quân nó còn là một cái phương pháp trị liệu tâm lý là bởi vì những người còn sống đã từng là người thân, là quyến thuộc, là cha, là mẹ, là thân bằng của các chiến sĩ của hai phía đã nằm xuống. Và do đó khi đến với nhau dưới mái chùa từ bi với hào quang sáng suốt của Đức Phật thì tất cả những thành kiến mặc cảm vì ủng hộ và tính cách liên minh đối với người thân của mình trong việc ứng xử với những người đó lập đã không còn là một sự khó khăn nữa và dưới mái chùa của từ bi vốn che chở hồn dân tộc tất cả đã đến với nhau trong tình thương trong tình bạn trong sự hỗ trợ tương thân và do đó nó cần phải được thực hiện một cách bình đẳng mà không nên ứng dụng cho như là một cái quyền lợi cho bất kỳ một thành phần nào ngay cả các cô hồn bơ vơ lạc lỏng không hề bị ảnh hưởng của ý thức hệ chính trị ở trong lịch sử của Việt Nam cũng trở thành đối tượng quan tâm của đại trai đàn là bởi vì hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nỗi khổ niềm đau của họ luôn luôn dâng trào họ đang đối khác tình thương đối khác vật thực đối khác thẩm mỹ đối khác cảm xúc đối khác nhận thức đối khác sự sống và do đó lễ đại trai đàn kỳ siêu như thế sẽ mở ra một tiến trình của sự chuyển hóa tâm thức nhờ đó họ được siêu sanh và thoát hóa sau khi ba trai đàn bình đẳng chạy tấn chẳng tế dạy quan được thiết lập chúng ta thấy như đất nước việt nam có thêm nhiều cơn mưa để xóa đi tất cả mọi oi bức của hận thù mọi oi bức của những sự di biệt mọi oi bức của tất cả những cái gút quan trái mà lịch sử việt nam đã mang lại cho con người và dân tộc việt nam chúng ta cần thấy rất rõ cái giá trị trị liệu không chỉ dành cho những người quá cố mà còn ảnh hưởng một cách khá tích cực cho những người đang còn sống đạo lý của nhà phật là đạo lý của tình thương và do đó việc xóa bỏ hết tất cả các mặc cảm thành kiến và hận thù là điều mà mình kể phải quan tâm hàng đầu giá trị của chuyến đi với đại cho đàn chẳng tới bình đẳng giải quan với những bài pháp tội rất là hiện thực rất thiết thực rất sâu sắc và có giá trị ứng dụng trong hiện tại này đã làm cho con người việt nam nói chung và quần chú phật tử việt nam nói riêng nhìn một đạo phật hoàn toàn mới một đạo phật nó rất gắn liền với yếu tố nhân bản và tình thương nó gắn liền với tất cả những mối quan tâm hàng đầu mà con người không thể nào không để ý tới và đó chúng tôi cho rằng thì trong tương lai thì các hoạt động như thế được tiếp tục diễn ra thì nó là một cơ hội rất là quý báu cho tất cả những người Việt Nam ngồi lại với nhau trong tinh thần thương yêu hiểu biết và chia sẻ để tháo gỡ hết tất cả những cái gút mắt vốn có thể có trong sự phát triển đất nước Việt Nam ở trong lịch sử Việt Nam. Chào kính bạch thầy. Mới ngày hôm qua ngày 24 tháng 6 năm 2007 tại Orange County trong hội trường Mark Hội Phật học Đức Tệ đã tổ chức cho thầy thuyết pháp về tứ vô lượng tâm. Nhưng chỉ có hơn 400 Phật tử được tham dự và nghe. Ở đây, Đại Phúc Thanh Đức Tuệ muốn cho nhiều quần chúng hơn được hiểu về những điều từ và bi thầy đã nói. Vậy thì câu hỏi là thầy giải thích thế nào về từ và lòng bi và là con người làm sao nuôi dưỡng hạt giống từ bi càng ngày càng phát triển trong khi mà bản năng hưởng thụ và tâm ích kỷ của con người luôn luôn là một cái trở lực căn bản xin kính mời thầy trong buổi thuyết trình uh, ngày hôm qua tại hội trường của trường trung học mạc ca bình Orange County. Chúng tôi đã nhấn mạnh đến các nội dung truyền thống mà khái niệm và học thuyết từ bi Phật giáo đã đóng góp cho lịch sử hạnh phúc của nhân loại. Từ không chỉ đơn thuần là một cái yếu tố thương cảm xã hội mà bất kỳ một người nào cũng có thể có và cũng đã từng sống với nó. Mà nó là một cái năng lực mang lại niềm vui của đời sống nội tại yếu tố niềm vui của đời sống nội tại này nó không nhất thiết phải có hay là gắn liền với các khoái lạc giác quan mà vốn con người xã hội thường đánh đồng nó với bản chất của hạnh phúc cái niềm vui nội tại trong yếu tố của lòng từ là làm thế nào để người đó thông qua sự hỗ trợ và chất liệu mà yếu tố phật pháp có thể mang lại cho cuộc đời có thể sống bằng những phương tiện nhiều hay ít có hay không có của mình để tạo ra được một niềm vui sâu lắng mà nó có thể kháng cự lại và vượt qua được các thách đố giới hạn của thời gian và điều kiện không gian. Trong khi đó, lòng bi là một cái năng lực và những nghệ thuật thông qua các hành động cụ thể để nhổ lên được những gốc rễ khổ đau mà con người có thể có trong quá trình của sự sống. Cái khổ đau đó không chỉ đơn thuần là về vật lý, mà nó quan trọng hơn là những khổ đau về dòng cảm xúc, về ý niệm hóa, về tâm tư tình cảm và nhận thức phân biệt. Các loại khổ đau này nó trở thành trọng tâm của các hoạt động mang lại tình thương của từ và bi. Vấn đề mà chúng ta đặt ra là trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa khi mà cái bản năng hưởng thụ của con người nó được diễn ra như như là một cái nhu cầu không thể thiếu và phần lớn con người đã ứng cái nhu cầu đó như là một cái chuyện và hoạt động rất bình thường và từ đó có thể phát sinh ra các khuynh hướng cái tôi và sự vị kiểu của cái tôi này thì cái nhu cầu của việc tưới tầm các hạt giống của lòng từ và lò lòng bi nó trở thành quan trọng hơn bao giờ hết Có việc nỗ lực gieo trồng các hạt giống từ và bi cho từng cá nhân chứ nhất nó phải được khởi đi bằng một cái ý thức rất rõ rằng hạt giống đó chính là hạt giống của hạnh phúc và ai tình nguyện với ý thức sáng suốt gieo trồng các hạt giống này nhiều chừng nào thì cái nhu cầu hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho thai nhân sẽ có thể được thực hiện dĩ nhiên để gieo rất một ý thức như vậy không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì con người phải gặp phải rất nhiều thành trì của thói quen và bản năng mà phần lớn họ nghĩ rằng trong sự nỗ lực chân chánh với mồ hôi nước mắt người ta tạo ra được đồng tiền của cải vật chất thì người ta được quyền hưởng thụ và do đó không nhất thiết phải bận tâm và quan tâm đến những nỗi khổ niềm đau của của cộng đồng và xã hội nền tảng dân hóa của phương tây mới có thể tạo ra cho con người một thành trì có hạnh phúc cho riêng mình Đã, trên tất cả những gì mà con người có thể đạt được và vậy đó nếu không khéo con người có thể có một cái tình huống lãnh cảm với bất kỳ một cái sự xúc cảm nỗi khổ niềm đau nào mà tha nhân đặc biệt là người thân người thương nhất của mình có phải nhìn thấy được cái nỗi đau của những người thân người thương cũng trực tiếp ảnh hưởng và cũng là một phần nỗi đau của chính bản thân mình cái nhu cầu của việc gieo rắc những hạt giống của tình thương từ bi nó trở thành như là một trong những nỗ lực để tháo gỡ và hỗ trợ cho người thân người thương mình vượt qua những bế tắc đó điều thứ hai chúng ta phải thấy rằng là bản chất của hạnh phúc nó không liên hệ và tỷ lệ thuận với các phương tiện và tiện nghi vật chất mà con người có thông qua những nỗ lực chân chánh mà nó liên hệ đến cái nghệ thuật chúng ta làm thăng bằng cảm xúc thông qua thái độ và cái thức sống ở trong cuộc đời khi thấy được như thế chúng ta sẽ không quá bận tâm về việc làm thỏa mãn các nhu cầu khoái lạc giác quan mà vốn con người có thể làm và từ đó con người lại có nhu cầu chia sẻ nhìn xuống nhìn ngang nhìn lên trên so sánh đối với mình với thành phần khác trong xã hội khi nhìn lên trên đối với những người cao thượng hơn mình mình cảm thấy rằng là những đóng góp của mình chỉ là một cái gì đó rất nhỏ bé từ đó hạt giống của tình thương bắt đầu được trỏ dậy và công việc làm dân của mình nó không trở thành một cái chủ nghĩa công thần cho tôi theo đó được chuyển hóa khi chúng ta nhìn ngang và nhìn dưới chúng ta thấy rằng là cái tất cả những nỗi khổ điềm đau có thể có đối với bản thân mình chỉ là một hạt cát trong sa bạc chỉ là một viên đá ở, ở trong một cái quả núi chỉ là một cái gì đó rất nhỏ trong một dải trường sơn hay là vạn lý trường thành thì lúc đó chúng ta dễ tạo ra một cái tiến trình cảm thông với nỗi khổ niềm đau của thai nhân chỉ với cái, cái cái nhìn so sánh đối trước tích cực như thế chúng ta sẽ thấy rằng là việc chia sẻ những nhu cầu cho những người bất hạnh hơn mình là điều có thể mang lại cho mình hạnh phúc chứ vì bản chất của lòng từ bi đó không chỉ là mang lại hạnh phúc cho thái nhân mà trong lúc chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta đang làm công việc mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Chứ mình thấy cái nhu cầu giúp đỡ tương tác xã hội mang lại hạnh phúc cho mình, thì chúng tôi tin chắc rằng không ai là không muốn nỗ lực làm việc đó. Vì thiếu vấn việc đó là đánh mất cơ hội để tạo dựng một nền tảng hạnh phúc lâu dài cho bản thân cho nên với những nỗ lực như thế, với những sự thực tập như thế, thì hạt giống từ bi vốn sẵn có trong mỗi con người sẽ được phát triển. Sự phát triển này sẽ mang lại những giá trị mà chúng ta đang cần. Cho bạch thầy, nếu như vậy, thì trên phương diện thực hành, tâm từ và tâm bi có đóng một vai trò quan trọng nào trong việc an định tâm hay không? Hay là người ta chỉ cần cắt duyên, chú tâm vào thiền định thì được từ bi? Cắt duyên là một trong những nỗ lực ban đầu để làm cho tâm không rơi vào trạng thái phan duyên đối với các đối tượng trần cảnh mà tính chất của nó đó có thể như là một điều kiện thích hợp cho các bản năng về sự tồn tại như là một nhu cầu tất yếu như vậy cái sự phan duyên ban đầu đó nó không phải là yếu tố duy nhất và xem nó là không thể thiếu trong các hoạt động nỗ lực của sự tu tập và chuyển hóa người thực tập các hạt giống của lòng từ và bi không cần phải bị quá bận tâm về cái, cái nỗ lực chấm dứt sự phân duyên ở trong đời sống xã hội mà làm thế nào đó để trong sự sinh hoạt tiếp xúc giao lưu đối cảnh hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau qua các phương tiện thông tin đại chúng cái hạt giống từ bi chúng ta chẳng những không bị chai sạn mà còn có điều kiện được tưới tẩm vun bón và do đó nó nở hoa kết trái của các hoạt động rất là cụ thể một trong những nghệ thuật để thực tập cái phương pháp lòng từ đầu bi trong lúc mà các giác quan chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh đó là theo dõi các tin tức ở trên các báo và đài nếu chúng ta chỉ theo dõi như là một thói quen để biết tin đây và tin đó chuyện trong nhà ngoài phố chuyện thế giới chuyện quốc gia thì hạt giống từ bi chúng ta sẽ dần dần bị chai sạn vì trong những cái thông tin như thế chúng ta thấy chiến tranh chết chóc hận thù nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới sở dĩ mà chúng ta không nói kết được hạt giống từ bi khi thấy và nghe những sự kiện này vì chúng ta có khuynh hướng như là một thói quen thấy rằng đó là chuyện của thiên hạ chuyện ở ngoài đường không phải là chuyện của bản thân và chuyện trong nhà chuyện của người, người thân của chúng ta và từ đó chúng ta có cảm giác và an phận rằng cái nỗi đau đó không phải là nỗi đau của chính mình cho nên mối quan tâm nó không cần thiết được thực hiện nhưng khi chúng ta nhìn thấy được cái sự tương tác nhân quả như là một cộng nghiệp và nỗi khổ niềm đau của thai nhân cũng một phần ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi đổ niềm đau của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta thì việc gieo rất các hạt giống của tình thương trên các cái kiến thức do thấy và nghe mang lại sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người cao thượng và vĩ đại hơn nhiều và do đó khi nghe một cái tin của chiến tranh chết chóc ngã xuống tan nát đau thương là một người phật tử có hành trì phật pháp dầu là một hành giả tịnh độ chúng ta vẫn có thể đọc được một câu thần chú vẫn sanh là một hành giả có thiền quán chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán từ bi là một hành giả của mật tông chúng ta có thể dùng những câu thần chú án mơ đi bắt di hồng để trải và gieo rất tình thương đối với các mảnh đề bất hạnh mà chúng ta thấy qua tivi nghe qua các báo và đài và nhờ đó hạt giống này chẳng những không bị cháy sạn mà còn luôn luôn được hâm nóng để cho nó có thể rất là nhạy cảm với các bế tắc của xã hội như vậy chúng ta vẫn có thể không cần đóng cửa các giác quan mà tận dụng được các phương tiện nghịch cảnh đó để cho lòng từ bi được tăng trưởng cái cách thức như thế chúng tôi cho rằng là một trong những nghệ thuật để làm cho cuộc đời được hạnh phúc một cách rất là thiết thực và gần gũi nhờ đó người ta sẽ không bao giờ có cảm giác sai lầm rằng đạo phật là đạo bi quan yếm thế mà chẳng những thế đạo phật là đạo rất là nhập thế nhập thế một cách rất là thiết thực để góp phần mang lại những hạnh phúc và chia sẻ những nỗi đau chúng con xin hết sức cảm ơn thầy chúng con còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà gì thì giờ có hạn xin đặt câu hỏi chót đến với thầy nhân danh những người trẻ ở xã hội mỹ này những người trẻ thế hệ thứ hai thưa thầy đã thành công rất là nhiều hơn là cha anh ở thế hệ thứ nhất như vậy câu hỏi con xin đặt ra với thầy là những người trẻ đó đã thành công trên con đường công danh sự nghiệp thì họ có cần đi tu phật hay không và tại sao như vậy? Xin mời thầy. Các nỗ lực thành công về phương diện kinh tế để dẫn đến sự tiện nghi vật chất đó có thể làm cho rất nhiều giới trẻ thỏa mãn và hài lòng. Và nghĩ rằng là cái hạnh phúc vật chất và tiện nghi vật chất mang lại chính là bản chất hạnh phúc và đỉnh cuối cao của hạnh phúc. Nếu chúng ta đơn thuần quan niệm hạnh phúc là như thế đó, thì chúng ta sẽ có thể bị rơi vào những cái tình trạng không thấy cái nhu cầu của đời sống đạo đức và tâm linh là cần thiết và quan trọng cho chúng ta đến mức chừng nào. Nếu theo dõi các thống kê xã hội học ở phương Tây, thì số lượng giới trẻ rơi vào những cái chứng bệnh tâm thần mà trong số họ và phần lớn trong số họ là những người rất thành công về phương diện tinh kế thì chúng ta sẽ không thấy được các giá trị của đời sống tâm linh. Do đó hơn bao giờ hết sau khi thành công một cách rất là đáng kể hơn thế hệ cha anh đi trước thế hệ người việt nam trẻ thế hai thứ ba trở đi cần phải thấy nhu cầu tâm linh đó, nó quan trọng đối với mình và thậm chí còn hơn là thế hệ cha anh của mình vì trong cái cái nhu cầu tìm kiếm các gì, gì vật chất mà xã hội phương tây và đặc biệt là ở mỹ mang lại đó tất cả các giới trẻ bắt đầu cái bước đi của mình bằng một gánh nợ đi một cách rất là mỏi mệt căng thẳng hàng ngày hàng giờ và nhờ tinh tấn nỗ lực một cách có ý thức cái gánh nặng của nợ đó đã được đặt xuống sau 10 năm 20 năm làm việc thành công và cuối cùng là gia tài sự nghiệp bắt đầu có do đó đó cái nền tảng đó đó đã làm cho chúng ta một mặt có được những gì chúng ta mong mỏi nhưng mặt khác đó, cái vết hằn và mỏi mà có tâm thức cũng đồng lúc tồn tại và phát triển nếu chúng ta không biết vận dụng các kỹ năng của Phật pháp như là một nghệ thuật trị liệu tâm thức để trị liệu tất cả những bế tắc thì bên cạnh những gì chúng ta được chúng ta đồng lúc đó phải thừa nhận những gì chúng ta mắc về sự bình an của tâm thức chính vì thế mà nhu cầu giới trẻ đến với đạo phật là không thể nào thiếu chúng tôi cho rằng sự không thể nào thiếu đó phải chính là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ trong sự tìm kiếm đó có những cái chúng ta được nhưng chúng ta cũng không thể nào không quan tâm đến với những cái chúng ta mất tìm kiếm các cái vật thực chúng tôi cho rằng nó là cái nhu cầu hàng đầu vì đời sống của con người cần những thứ đó có những cái chúng ta đạt được đó thỉnh thoảng nó chỉ là vật nó giá trị của sỏi và đá còn những cái chúng ta mất có thể là kim cương và vàng ngọc do và đó bên cạnh đạt được những cái có giá trị như là sỏi và đá chúng ta đừng bao giờ đánh mất các giá trị kim cương và vàng mà muốn làm như thế thì việc thực tập phật pháp ở trong đời sống sinh hoạt ở nơi công sở nên làm việc và trong vai trò vị trí xã hội của mình sẽ làm cho người đó có thể đứng vững như triều bản trưng và các giá trị kinh tế mà người đó đạt được đó nó sẽ không bị tổn thất ở trong tương lai liên hợp quốc trong vòng 20 năm qua đã kêu gọi tất cả các thành viên của nhân loại hãy nghĩ đến sự phát triển bền vững ở đây ý nghĩa của sự phát triển bình vững nó không giới hạn trong sự phát triển kinh tế mặc dù một phần định nghĩa rất căn bản của liên hợp quốc phát triển bình vững về phương diện kinh tế là làm thế nào đáp ứng được các nhu cầu căn bản của thế hiện tại nhưng bên cạnh đó phải đảm bảo được cái sự tái tạo cái nguồn nhiên liệu để cho thế hệ trong tương lai có cơ hội để tiếp nhận một cách bình đẳng và đồng đều như những gì mà thế hệ cha anh đã đi qua như vậy trong định nghĩa của sự phát triển bình vững như thế về phương diện kinh tế và phật thực liên hợp quốc đã yêu cầu chúng ta ý thức về cái quyền tái tạo cho những người khác cùng sử dụng có nghĩa là không nên sử dụng nó một cách cạn kiệt nó theo ngôn ngữ việt nam đó là qua cầu đừng bao giờ rút phán nhìn từ cái nhìn của phật giáo thì sự phát triển bền vững về phương diện kinh tế đó nó sẽ không thể nào được gọi là bền vững nếu nó không đi kèm với sự phát triển đạo đức và tâm linh chúng ta thấy cái nền kinh tế thị trường đó nó là một cuộc chiến về kinh tế và cuộc chiến này nó được diễn ra một cách rất là gay gắt và cái phần thắng bao giờ cũng nằm về các công ty xí nghiệp lớn các tiểu thương dần dần phải nhường bước cho các đại thương gia và do đó trong sự phát triển của kinh tế mà mặt khác nó cho chúng ta thấy cái khả năng của tính lợi trừ thông qua các xung đột về các hệ giá trị trong xã hội và cái căng thẳng về phương diện tâm thức của con người trong cái tiến trình sợ bị lợi trừ ra khỏi sự phát triển đó đã làm cho rất nhiều người phải bị điên loạn và không còn được sự thân bằng về phương diện cảm xúc nếu trong một cái tiến trình như thế mà không có những sự hỗ trợ về tâm linh chúng tôi cho rằng giá trị đạt được trong tình huống này chỉ là sỏi và đá mà cái chúng ta mất chính là sự bình an của tinh thần và như thế nó quả thực là một sự bất hạnh cho nên hơn bao giờ hết giới trẻ cần phải đến với đạo phật qua các sự thực tập tâm linh để tái tạo được cái nguồn năng lượng sáng tạo mà có người vốn có thể có nguồn nhân lượng sáng tạo này nó giúp một mặt cho con người có thể được thăng bằng với cảm xúc mà khác vượt qua được các khó khăn mà con người có thể vấp phải trong sự phát triển kinh tế mặt khác nó làm tiền đề và làm nền tảng để giữ vững cho con người không bị thác loạn trong các giá trị vật thực mà vốn có thể dẫn đến sự đắm trước và nỗi khổ niềm đau rất nhiều chúng tôi cho rằng sự phát triển thăng bằng như thế mới thật sự là phát triển bền vững mà không đặt nặng về kinh tế mà bỏ rơi về tâm linh thì giá trị đạt được đó nó có thể có nhiều phản ứng phụ mà không cần phải phân tích nhiều chúng ta vẫn thấy và biết nó là cái gì à, cũng tiếp lời đạo hưu mật nghiêm hội phật học đức tuệ xin thành thật cảm ơn thầy đã cho một cái cuộc phỏng vấn rất đầy đủ mặc dầu chúng con vẫn còn mong có nhiều thì giờ hơn nữa như thầy đã biết trọng tâm của hội phật học đức tuệ là phổ biến đạo phật đến quảng đại quần chúng và một mục tiêu khác là chúng con nên cầu các thầy vừa là học giả vừa là hành giả trẻ mà chúng con nhìn phật hội phật đức thể nhìn thầy là người hành giả và học giả như vậy trong nhiều vị thầy khác có thể đem ánh sáng đạo phật cho người việt nam chẳng những ở trong nước ở hải ngoại con kính mong rằng những cái khán thính giả của đài Phật của chương trình Phật học Đức Tuệ và đài phát thanh Đức Tuệ cũng nhìn những vị hành giả và học giả trẻ đó là một những viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam và đem Phật giáo đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin thay mặt hội Phật học Đức Tuệ chúng con xin đảnh lễ cảm ơn thầy. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ Số 92 Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 Email BuddhismTodayInc amocyahoo.com Thích Nhật Từ amocyahoo.com Website www buddhismtoday.com hoặc qua web tủ sách phật học.com